Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Và ngày hôm nay thì mình có một video short song cho mọi người. Dòng song này thì trong video Shopee Beauty Haul của mình thì được mọi người request rất là nhiều là dòng song Vocaloo với cả Into đúng không? Into You. Thì dòng son Into You nó chưa về nên là mình đã search trước dòng son Vocaloo này. Thực ra thì mình mua về thì không... Mới đầu mình chỉ mua một màu này trong cái video haul thôi, đấy thôi ý. Thì mình thấy thích quá nên là mình đã order thêm 3 màu. Lúc đầu thì không có ý định là sẽ làm video nó stress đâu, nhưng mà mọi người yêu cầu mình rất nhiều. Và mình thấy chất son với cả cái màu son của cái dòng này thì cũng rất thích ý, nên là cũng muốn giới thiệu cho mọi người. Mình không có mua full bảng màu tại vì ba cái thỏi này về nên mình đã rất là hóng để có thể làm video cho mọi người rồi. Thì ở đây mình có màu là 104 này, 003, 203 với cả 301. Thì đây là cái thiết kế vỏ ngoài của nó, nhìn rất giống các kiểu hãng son Hàn ấy. Ở đây mọi người có thể thấy đây là cây son này rất xinh luôn ấy, cây son có thiết kế rất xinh, cầm hơi nhẹ tay một chút nhưng mà khá là chắc chắn. Và đây là cái đầu cọ này cũng rất là dễ để đánh son thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào video shot chi tiết chất son với cả màu son này cho mọi người xem nha. Đầu tiên là 003, tông màu cam đất khá là xinh. Tông màu này thì mình thấy hợp với mọi tông da và có thể dùng được trên mặt mộc. Sẽ hơi làm xỉn bên răng một chút, makeup nhẹ nhàng hay là makeup tây thì vẫn hợp nha. Chất son mặt này thì là thuộc dạng blur tint, hơi light velvet tint một chút vì mình thấy là cái lớp finish của nó có chút bóng nhẹ chứ không lì hoàn toàn như là nhiều chất son blur tint khác. Đợt này son chung thì mình thấy toàn là chất son blur tint luôn ý, mở cây nào ra cũng gần giống như nhau luôn. Bạn này thì lên màu mình thấy khá đậm chuẩn này, có một chút bột mịn nhẹ, nếu mà môi bạn càng khô thì sẽ càng nhìn thấy rõ những cái bột mịn này. Mình thấy trong 4 màu thì chất son đẹp nhất ở màu 104, gần như là mình thấy không gặp bột mịn ở màu son này, cũng là màu son mà mình thích nhất luôn. Chất son này thì nó không khô hoàn toàn, vẫn có chút bóng nhẹ nên là vẫn có chút dưỡng, tuy nhiên là sẽ không có nhiều đâu nha. Các nàng nào mà môi khô thì vẫn nên tẩy da chết thật là kỹ nè. Chất son này thì mọi người đánh một lớp vừa đủ thì sẽ có cảm giác không có hề nặng môi, kiểu nó nhẹ tênh luôn. Nhưng mà nếu mà trồng nhiều lớp lên thì sẽ thấy là hơi cặn cặn ở trong phần lòng môi ấy. Tiếp theo 104 thì là tông màu nâu cam, có thêm một chút ánh đỏ hồng nên là trông màu rất lạ luôn. Tưởng chừng thì sẽ giống màu cam đỏ nâu bình thường ấy, nhưng mà mình thấy là nó có thêm một chút hồng nên là nhìn kỹ thì mọi người sẽ thấy nó khác lạ hơn. Màu son này thì vẫn dễ dùng như màu trước nha. Về độ bám màu thì như mình đã nói ở rất nhiều video trước, độ bám màu là điểm yếu của chất son blur tint luôn. Bạn này thì có thể giữ màu được khoảng tầm 2 đến 3 tiếng trên môi thôi, đó là không ăn uống nha, chứ mà có ăn uống thì sẽ gần như là trôi hết luôn. Ăn nhẹ thì cũng trôi đi khá nhiều rồi ý. Sau khi trôi đi thì màu son sẽ không để lại stain nha. ba thì là tông màu hồng san hô pha chút đất. Màu này thì mình thấy có khá ít sắc đất nên là sẽ hợp nhất với nàng nào mà da sáng nha. Da sáng thì sử dụng mặt mộc màu này cũng siêu xinh luôn. Về mùi hương thì bạn này có mùi khá là giống chocolate, nhưng mà mình ngửi sát mũi thì thấy nó hơi nồng và hơi hóa học ấy, nhưng mà mùi này lại không bay xa. Lúc mà đánh son thì mình thấy là gần như là không ngửi rõ mùi luôn ấy, nên là mọi người không cần phải lo quá về điểm này nha. Và cuối cùng 301 thì là tông màu đỏ đất ánh cam, không bao giờ thiếu được trong các bảng son nội địa chung luôn. Tông màu này thì đánh lên nhìn ngay ra style của các chị hot girl trên Douyin liền. Màu son rất là sắc sảo và kiểu lạnh lùng, tôn da và trendy, nên kết hợp cùng với makeup nhẹ nhàng nha. Giá son thì mình mua trên Shopee với giá khoảng tầm 35k một cây, trên Lazada cũng có. Link thông tin sản phẩm thì mình sẽ để hết dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Về tổng quan sản phẩm này thì mình thấy là một sản phẩm vẫn rất là chất lượng với tầm giá. Sản phẩm có thiết kế rất là đẹp luôn, rất là yêu, kiểu nhìn rất là Hàn Quốc ấy. Màu sắc thì cũng rất là xinh và đa dạng. Đây là 4 màu mà mình thấy đẹp nhất mà mình nhìn qua ảnh swatch của hãng. Mọi người nên xem swatch của các beauty blogger hơn là xem ảnh swatch của hãng, tại vì ảnh swatch của hãng thì mình thấy nó khá là khác so với bên ngoài. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.